Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sáng ngày 27 tháng 8, 2021 của kênh Sóng Ngầm TV. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Emmy Games 2021 đã chính thức công bố kết quả môn thi cúc biển ở nội dung bắn pháo hạm AK-176. Theo đó, đội tuyển Hải quân Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công, xuất sắc giành vị trí số 1 trên thắng Nga và Trung Quốc. Người hâm mộ Việt Nam đã vỡ hòa trong niềm vui lớn khi mà chỉ mới nghe lần đầu tiên tham dự cúc biển trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế 2021, emmy games 2021, đội tuyển hải quân Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, tự tin để giành được kết quả đặc biệt. càng vui mừng hơn khi được biết bắn pháo hạng ak-176 là nội dung khó nhất trong số năm nội dung thi đấu của môn cung biển. quả vậy, theo quy chế của ban tổ chức, để giành được chiến thắng trong môn thi này, kiếp chiến đấu phải cực kỳ bản lĩnh và phối hợp nhuần nhuyễn thì mới có thể bắn trúng mục tiêu. bởi lẽ, các tàu dự thi bắn ở chế độ cơ bản phụ thuộc nhiều vào khả năng đồng bộ của pháo radar. Khoảng cách xa, khi khai hỏa, giữa tàu và bia mục tiêu phải duy trì khoảng cách tối thiểu là 8 km và xa nhất là 9,6 km. Để bắn trúng mục tiêu, pháo và radar phải đồng bộ tốt, radar bắn mục tiêu chính xác. Cùng với kiếp chắc thủ được huấn luyện thành thục, có nhiều kinh nghiệm, các vị trí phối hợp hiệp đồng hiệu quả. Được biết, tại thời điểm kiếp chiến đấu Hải quân Việt Nam thực hiện bài thi bắn pháo hạm AK-176, thời tiết ở khu vực thao trường không thuận lợi, sóng gió lớn cấp 5, cấp 6, trong khi trời mù ảnh hưởng tới tầm nhìn. Bên cạnh đó, trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng đấu đơn xe của giải đấu xe tăng hành tiến và bắn, Tanh 2021, các đội tuyển trong nhóm 2, bảng 1 đã thể hiện rất tốt bản lĩnh của mình. Trong đó, kiếp đấu Việt Nam 1 đạt thành tích xuất sắc, xếp thứ nhì trong nhóm và thứ 8 trên 11 đội toàn bảng vào lúc 10 giờ hôm 26 tháng 8 giờ Moscow, tức 14 giờ Hà Nội, đã diễn ra trận đấu thứ hai vòng đơn xe của nhóm này. Trong trận đấu này, Việt Nam sử dụng xe màu đỏ, Mông Cổ sử dụng xe màu vàng, Syria sử dụng xe màu xanh dương và Venezuela sử dụng xe màu xanh lục. Kiếp đấu Việt Nam 2 hôm nay gồm các thành viên sau. Đại úy Phùng Anh Cương, sinh năm 1991, trưởng xe. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh, sinh năm 1987, pháo thủ. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Tùng, sinh năm 1996, lái xe. Các thành viên này là cán bộ chiến sĩ đến từ lữ đoàn 201 và lữ đoàn 215, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Vào thời điểm này, thời tiết trên thao trường Alabino không được tốt. Trời nhiều mây, âm u, tầm nhìn hạn chế, gió nhẹ, nhiệt độ không khí từ 16 đến 18 độ C. Do gần sáng trời mưa nên đường đua khá lầy lội nhiều vũng nước động ảnh hưởng đáng kể đến việc điều khiển xe và phát huy tốc độ. Nói chung, các điều kiện khá là khó khăn cho trận đấu. Tuy nhiên, mặc dù không phải là ngày nghỉ, song vẫn có khá đông người hâm mộ đến tham dự trận đấu, trong đó có rất nhiều người Việt Nam đang ở Nga. Theo đúng kế hoạch, trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ theo giờ Moscow, tức 14 giờ Hà Nội. Thứ tự xuất phát là Venezuela, Syria, Mông Cổ và cuối cùng là Việt Nam. Ngay sau khi xuất phát, đội Venezuela đã rất nhanh chóng vượt qua vật cản tránh cọc giữa để lên vị trí xếp đạn. Họ tiết kiệm từng giây, chỉ một quãng ngắn mà đẩy tốc độ lên tới 35 km h và chỉ mất chưa đầy 2 phút họ đã xếp đạn xong. Vào vị trí bắn, bia số 12 thứ nhất hiện lên 17 giây, họ đã bắn được, xong không trúng mục tiêu. Các phát bắn tiếp theo cũng được thực hiện trong khoảng 20 giây và đều trúng mục tiêu. Họ phải lấy thêm một viên đạn nữa để bắn và sau 25 giây họ đã bắn trúng mục tiêu kiếp đấu hoàn thành nội dung bắn sau 5 phút 30 giây, diệt 3, 3 mục tiêu. Ngay sau khi hoàn thành nội dung bắn bia 12, đội Venezuela tăng tốc và họ đã hoàn thành vòng đấu đầu tiên với thành tích 8 phút 46 giây. Xuất phát thứ hai là đội Syria và chỉ mất 1 phút 50 giây họ đã nạp đạn xong. Vào tuyến bắn, mất 35 giây họ mới bắn được phát thứ nhất, đạn trúng mục tiêu. Phát thứ hai họ bắn nhanh hơn và cũng trúng mục tiêu. Phát thứ ba bia đã vỡ tan Xong ban tổ chức xác định do đạn gần hất đất đá lên làm vỡ bia chứ đạn không trúng họ phải lấy thêm một viên đạn nữa song phát bắn này vẫn không diệt được mục tiêu kết quả đội Syria hoàn thành nội dung bắn bia số 12 hết 5 phút 45 giây diệt được 2 trên 3 bia số 12 ngay sau đó họ nhanh chóng tăng tốc độ và hoàn thành vòng đua thứ nhất hết 9 phút 51 giây xuất phát thứ ba là đội Mông Cổ sau 1 phút 50 giây họ đã nạp đạn xong tuy nhiên không hiểu tại sao xe lại nằm tại chỗ một phút mới chạy lên tuyến bắn. Vào tuyến bắn, mất 30 giây họ mới bắn phát đầu tiên và trúng mục tiêu. Hai phát sau, Mông Cổ bắn rất nhanh, dưới 10 giây và đều diệt được mục tiêu. Đội Mông Cổ hoàn thành nhiệm vụ bắn bia số 12 hết 4 phút 40 giây, diệt 3 trên 3 mục tiêu. Ngay sau đó, họ tăng tốc và hoàn thành vòng đua thứ nhất, nhanh hơn cả đội Venezuela. Xuất phát cuối cùng là đội Việt Nam. Có vẻ như đội Việt Nam đã quá thận trọng khi vượt qua vật cản tránh cọc giữa nên phải mất hơn 2 phút mới nạp đạn xong. Vào tuyến bắn, bia hiện lên 30 giây, đội Việt Nam đã bắn được phát thứ nhất, xong không trúng mục tiêu. Hai phát sau, tốc độ bắn nhanh hơn, xong rất buồn là vẫn không trúng. Cả ba phát bắn, đạn đầu cây trước mặt bia. Có thể nghĩ đến nguyên nhân, hiệu chỉnh vũ khí thiếu chính xác. Vì bắn không trúng cả ba viên, nên đội Việt Nam phải lấy thêm hai viên đạn để tiếp tục bắn bia số 12. Trong 3 phát bắn này, chỉ có hai phát trúng đội Việt Nam kết thúc bắn ở 8 phút 15 giây, diệt 2 chân 2 bia số 12. Ngay sau đó, kiếp đấu của Việt Nam tăng tốc vượt qua các vật cản, không mắc lỗi nào nhưng phải chạy thêm một vòng phạt nên chịu hoàn thành vòng đua thứ nhất với thành tích 14 phút 47 giây. Sang vòng 2, đội Venezuela tiêu diệt mục tiêu số 25 khá nhanh ngay từ loạt đạn đầu. Ngay sau đó, họ nhanh chóng tăng tốc độ và hoàn thành vòng đua thứ hai lúc 20 phút 54 giây. Tại vị trí bắn 12,7 mm, khi xuống xe, trưởng xe kiếp đấu Syria đã bị ngã. Rất may, anh đã đứng dậy được ngay. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn khi bắn 12,7mm và không tiêu diệt được mục tiêu số 25. Tiếp đó, họ nhanh chóng tăng tốc về đích và hoàn thành vòng đua thứ hai ở 21 phút 02 giây. Đội Mông Cổ bắn rất cẩn thận nhưng không diệt được mục tiêu số 25. Họ nước rút khá nhanh và hoàn thành vòng đua khi đồng hồ chỉ 18 phút 04 giây. Vừa vào vòng 3, đội Syria 2 không hiểu vì lý do gì mà dừng lại ngay giữa vật cản cầu vượt bằng. Trừ trường hợp do lỗi kỹ thuật xe máy thì đây sẽ là một lỗi phạt khá nặng. Sau đó họ lại tiếp tục chạy nhưng chắc chắn sẽ bị phạt. Trong lúc đó, đội Việt Nam 2 mới bắt đầu vào vòng 2. Tuy nhiên, khi mới vào vòng 2 được khoảng 10 mét thì xe dừng lại. Và không chỉ mình đội Việt Nam mà tất cả đều bị dừng tại chỗ. Sau đó, ban tổ chức thông báo, do tại sân bay dân dụng gần đó đang có máy bay lên xuống nên tất cả hoạt động thi đấu tại thao trường Alabino phải tạm dừng. Trận đấu phải tạm dừng đến 15 giờ 45 phút mới lại tiếp tục. Tại thời điểm này, hai đội Syria 2 và Mông Cổ 2 đang thi đấu vòng 3, còn kíp Việt Nam 2 đã bắt đầu thi đấu vòng 2. Ngay sau khi có hiệu lệnh tiếp tục thi đấu, kíp Việt Nam 2 đã khẩn trương vào cuộc. Tại vị trí bắn 12,7mm, họ nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu bia số 25 và hoàn thành vòng đua thứ hai lúc 21 phút 47 giây. Trong lúc đó, đội Mông Cổ vào vị trí bắn súng máy song song. Phải đến loạt thứ tư, họ mới diệt được mục tiêu bia số 9. Sau đó, họ nước rút với Vimax 65 km h và hoàn thành trận đấu với thành tích 27 phút 05 giây. Kiếp Syria 2 lại bắn diệt mục tiêu bia số 9 khá nhanh. Sau đó họ tăng tốc đặt Vimax 62 km h và về đích khi đồng hồ chỉ 29 phút 24 giây. Chỉ có một mình trên thao trường, kiếp Việt Nam 2 rất khẩn trương. Chỉ đến loạt bắn thứ hai họ đã bắn trúng mục tiêu bia số 9. Ngay sau đó, họ đã tăng tốc đạt ví mắc 66 km h và hoàn thành vòng đấu với thời gian 31 phút 42 giây. Kết quả chung của vòng đấu, theo bảng điện tử tại thao Trường, đội Mông Cổ về đầu với thành tích 27 phút 05 giây, diệt 4 trên 5 mục tiêu. Đội Syria về thứ hai với thành tích 29 phút 24 giây, diệt 3 trên 5 mục tiêu. Đội Venezuela về thứ ba với thành tích 30 phút 25 giây, diệt 5 trên 5 mục tiêu và đội Việt Nam về cuối cùng với thành tích 31 phút 42 giây, diệt 4 trên 5 mục tiêu. So với trận trước, thành tích của các đội thi đấu hôm nay đều kém hơn trừ đội Syria. Có lẽ thời tiết xấu, tầm nhìn kém là một nguyên nhân quan trọng. Trình độ thao tác sử dụng trang bị vũ khí của các kiếp đấu đều khá thành thục, cơ bản không để xảy ra hư hỏng phải dừng thi đấu để khắc phục. Về kỹ thuật điều khiển xe cơ động, vượt qua các vật cản cũng như chạy trên đường của các đội đều tương đối tốt, ít mắc sai sót mặc dù đường nhiều đoạn trơn trượt. Việc chạy nước rút và duy trì tốc độ bình quân cũng khá trong điều kiện đường xấu. Về trình độ xã kích của các đội thi đấu hôm nay đều có vấn đề. Trừ đội Mông Cổ, ngay trong 3 viên đạn pháo đầu đã diệt cả 3 mục tiêu, thì các đội Venezuela và Syria chỉ diệt được 2 mục tiêu. Thế nhưng đội Mông Cổ lại không diệt được bia số 25. Riêng đội Việt Nam, 3 phát bắn đầu tiên đều không trúng phát nào. Có thể nghĩ đến nguyên nhân hiệu chỉnh vũ khí chưa chính xác, xong cũng còn do pháo thủ không mạnh dạn sửa bắn. Công tác đảm bảo thảo trường kỹ thuật cũng như các mặt khác của nước chủ nhà nhìn chung vẫn tốt. Mặc dù những nguyên nhân khách quan bất khả kháng như điều kiện thời tiết và việc phải dừng trận đấu giữa chừng, song trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn và an toàn. Hy vọng trong những ngày tới, thời tiết khu vực thao trường Alabino sẽ tốt lên và chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn so tài đỉnh cao của các đội. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.